For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn chuyển đến những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Trụ trì chùa Ba Vàng bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí vừa ra quyết định xử phạt hành chính với ông Vũ Minh Hiếu, pháp danh Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng 7,5 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí vừa ra quyết định xử phạt hành chính đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng số tiền 7,5 triệu đồng vì không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức triển lãm tại chùa Ba Vàng dịp tổ chức đại lễ mừng 765 năm ngày đản sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trong đó có hoạt động trưng bày chiêm bái hiện vật, vật được gọi là xá lợi tóc đức Phật khi chưa gửi thông báo đến cấp có thẩm quyền theo quy định. Trước đó, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo đến Đức Pháp Chủ kết quả kỷ luật Đại đức Thích Trúc Thái Minh vì các sai phạm xảy ra tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngoài bị cảnh cáo, Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối trước Thường trực Hội đồng trị sự. Các hình thức kỷ luật này được thông báo tới tất cả ban trị sự Giáo hội Phật giáo địa phương. Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tẩn xuất, tức là bị hoàn tục, tịch thu tăng tịch, chứng điệp thụ giới, tước quyền trụ trì, thông báo nêu. Chùa Ba Vàng bị cấm tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế trong một năm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải tăng cường giám sát hoạt động tôn giáo, truyền thông của chùa Ba Vàng và sư Thích Trúc Thái Minh. Theo Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Ba Vàng tổ chức chiêm bái và truyền thông xá lợi tóc Đức Phật bị dư luận xã hội phê phán, tạo ra nhiều thông tin trái chiều. Sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của Phật giáo và uy tín của giáo hội. Căn cứ Điều 82, chương 13 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 7, căn cứ khoản 2 Điều 71, chương 13 Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 9 2022-2027, Thường trực Hội đồng trị sự quyết định kỷ luật cảnh cáo Đại đức Thích Trúc Thái Minh, sám hối Ban Thường trực Hội đồng trị sự và thông báo tới các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố. Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết hứa nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ bị tước quyền trụ trì. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tăng cường các biện pháp giám sát chặt chẽ hoạt động tôn giáo và truyền thông của chùa Ba Vàng của Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Ban Thường trực Hội đồng trị sự kính trình Đức Pháp Chủ và Chư Tôn Trưởng Lão Hội đồng Giám luật thuộc Ban Thường trực Hội đồng chứng minh. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất liên tục được chúng tôi cập nhật về tình hình trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.